Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Gian Sinh At The Blue Iguana là một bộ phim chính kịch khiêu dâm năm 2000 của Mỹ, phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2000 do Michael Rapaport đạo diễn. Nội dung của bộ phim kể về cuộc sống giao thoa của năm vũ công kỳ lạ, làm việc tại một câu lạc bộ thoát y ở thung lũng San Fernando, Blue Iguana, và những khó khăn trong cuộc sống của họ, với sự tham gia của các diễn viên Barry Hanna, Jennifer Tilly, Sandra Oh, Charlotte Iana và Sayla Kelly. Và như thường lệ, sau đây chúng ta cùng xem qua cốt truyện của bộ phim. Blue Iguana là một câu lạc bộ thoát y ở Los Angeles, nơi 5 người phụ nữ chính làm việc hàng đêm. Joe là cô chủ của nhóm, là một ngôi sao nóng tính, có đầu óc cứng rắn, có sức thu hút ở câu lạc bộ, giờ buộc phải đối phó với một lần mang thai ngoài ý muốn. Cô muốn phá thai và hầu như không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình với thế giới. Ngược lại với Joe, em rồi lại mong muốn có một đứa con riêng của mình, hoặc một đứa con nuôi để chăm sóc. Nhưng lối sống xa cách đến mức giống như một đứa trẻ, và không thể tự mình đưa ra quyết định hợp lý của cô, khiến điều này trở thành một giấc mơ bất khả thi. Jasmine là một nhà thơ mới chấm nở, có danh tính, dường như ít gắn liền với việc thoát y, hay ở bên cạnh an ủi và động viên Joe. Cuối cùng cũng tìm được bạn trai. Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy là vũ nữ thoát y, nhưng anh ấy khẳng định rằng anh ấy ổn với nó. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô chiếu vũ tại câu lạc bộ, anh đã im lặng, từ chối và bỏ đi. GC là phụ nữ thoát y trẻ nhất, một người mới đến đáng yêu, thiếu thốn, đang tìm kiếm sự chấp nhận và tình yêu giữa các phụ nữ thoát y và mong muốn được làm hài lòng tất cả khách hàng. Nhưng cuối cùng bị bạn trai đánh đập, dẫn đến uống rượu và trầm cảm. Tommy là một người trầm cảm lãng mạn, với một quá khứ đầy hứa hẹn, cô ấy là một người bí ẩn, luôn ấp ủ như đôi mắt đen của mình về niềm vui khôn xiết khi đang có một mối quan hệ loạn luân với anh trai của mình. Chủ trì câu lạc bộ là FD, một người quản lý có đầu óc kinh doanh, đồng thời cũng là một khách hàng nhiệt huyết. Với vẻ bề ngoài cứng rắn, ẩn bên trong những con quỷ của chính mình để sẵn sàng tranh giành. Trợ thủ của anh ta là Bobby, với một cánh tay mạnh mẽ, vuốt ve cái tôi của những cô gái dễ bị tổn thương và khiến mọi thứ trôi đi. Ngoài ra còn có một sát thủ người Nga với một nhiệm vụ khó hiểu. Người tình cờ tìm thấy câu lạc bộ trong khi chờ đợi mục tiêu của anh ta xuất hiện. Anh ấy là người đàn ông bí ẩn, đã tạo nên ngày của Enzo bằng cách gửi cho cô ấy những bông hoa và đồ trang sức. Gian Sinh At The Blue Iguana là một bộ phim thú vị, bay theo những quy ước điện ảnh hiện đại. Nó nói lên sự khó khăn và tủi nhục của những phụ nữ thoát y trong cuộc sống. Trên hết là sự cô đơn và mất phương hướng trong cuộc sống. Năm nhân vật nữ chính trong bộ phim mang những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi diễn viên tạo ra nhân vật riêng của họ và câu chuyện buồn đi kèm với nó, nhưng những câu chuyện không kết nối với nhau và tạo sức nặng cho chủ đề của bộ phim. Các cô gái đã trải qua những khoảnh khắc thú vị nhất của họ để mơ về việc trốn thoát và cách họ quá rối loạn cảm xúc để thay đổi cuộc sống. Đối với cá nhân tôi, đây là một bộ phim hay. Michael Rapaport đã khắc họa tốt những vấn đề của các nhân vật. Có nhiều hình ảnh khỏa thân, nhưng phần lớn được thực hiện một cách trang nhã và không phải lúc nào cũng vô cớ. Điều làm cho khán giả cảm thấy có phần hụt hẫng là số phận của các nhân vật nữ đều rất bi thảm. Họ mong đợi kịch bản đề cập đến các phụ nữ thoát y và cuộc sống sau này của họ. Tất cả mọi người đều muốn thấy một số nhân vật nhất định và câu chuyện của họ phát triển thêm một chút. Đây có thể là một điều thiếu sót của bộ phim. Màn trình diễn của các diễn viên rất tuyệt vời. Sandra Oh, nữ diễn viên người Canada, đã có màn trình diễn mạnh mẽ. Cô mang đến những màn trình diễn hợp lý và điệu nhảy trông rất chuyên nghiệp. Charlotte Iana đóng vai Ceci, một phụ nữ trẻ có trí thông minh và có phần ngây thơ do tuổi trẻ của cô ấy. Diễn xuất của cô ấy khá ổn. Cô ấy có một thân hình quyến rũ và biết cách sử dụng nó. Christine đóng vai một vũ công dày dặn kinh nghiệm. Vẻ ngoài của cô ấy chứng tỏ cô ấy là một người thân thiện. Jennifer Tilly thì có phần bùng nổ và dữ dội. Barry Hanna thể hiện một sự tinh tế nhẹ nhàng, trong khi cường độ của Sayla Kelly có ảnh hưởng và nhận thức. Tôi thực sự cảm thấy khá thương cảm cho nhân vật Jasmine của Sandra Oh.
Cảm tưởng như Jasmine đã tìm được một tình yêu đẹp, nhưng rốt cuộc bạn trai của cô ấy đã bỏ đi khi chứng kiến cô ấy múa thoát y trên sân khấu. Rõ ràng thân phận vũ nữ thoát y của cô ấy đã gây ra sự e ngại cho các chàng trai. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.